xin chào tất cả mọi người, quý vị khán giả trong và ngoài nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Chiến Channel nhé. Hôm nay là một cái ngày đầu tuần không có nắng mà trời đang mưa râm rỉ, thì mình cũng mới đi làm về. Mình sẽ dành cái thời gian để mà ghé qua quận 6 để thăm hoàn cảnh của một cái chị. Theo cái lời giới thiệu là chị bị chồng bỏ, và khi mà chị bị bệnh rất là nặng về thận và gan. Ngoài ra thì chị có hai đứa con nhỏ đã đang đi học. Trước đây còn chút sức khỏe thì chị đi bán vé số được. Nhờ bây giờ nghe nói bệnh yếu rồi thì không có thể đi bán vé số được, và cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Không thể mà giúp cho hai con đi học được nữa. Thì hôm nay mình dành cái thời gian ghé qua để tìm hiểu xem thực hư câu chuyện thế nào nha mọi người. Hello mọi người. Nay mình qua là trời mưa luôn, và chị Anh á mà đi đầu á, với lại mẹ chị Anh mới đi chạy thận về. Có một tuần là chị ấy phải đi chạy 3 lần để mà duy trì sự sống. Bây giờ thì Cuộc Chiến sẽ qua bên chỗ cái căn nhà trọ của chị ấy để mà tìm hiểu cái hoàn cảnh cho nó thực tế nha. Đi chậm như vậy, có que chị đó hả? Là một tuần là cứ đi chạy thận vậy đó. Một tuần chạy thận gì, 2-3 ngày là đi á con ơi. Dạ hả? Ừ, thấy tội nghiệp. Chạy 4 lần ngày mai cũng được đó. Dạ. Thấy tội nghiệp. Trong nhà ở trong này ha. Dạ không, ở trên này. Bước. Căn nhà cũng khá nhỏ, thuê ở lầu 2. Đây là mỗi lần chị đi thở phi phò luôn ha. Xuống thở thôi. Nó làm mệt luôn á. Nó bóp chân bóp tay, nó bóp chân này phải so cái bụng là nó thấy nó dễ chịu một tí. Đấy các bạn, là cái bụng của chị Anh á, nó mỗi ngày nó mỗi to lên, mà nửa tháng trở lại đây là nó to rất là nhanh. Tại vì cái bệnh thận nó chuyển biến rồi nó cũng ảnh hưởng tới gan. Mỗi lần mà cái cơn đau á, nó lên như vậy vì hai đứa nhỏ nó so bóp cho mẹ như vậy đó các bạn. Con sờ vô cái bụng mẹ to thì con có sợ không Vinh? Dạ cũng sợ. Con sợ làm sao? Sợ nọ. Sợ bé hả? Hôm trong bệnh viện nó có gút bớt nước, dạ. Nước mấy nước dài rồi đó. Cái bụng của chị Anh bây giờ mọi người thấy là nó như cái trống vậy á. Nhưng mà nó bự vậy lâu chưa chị? Bự cũng nửa tháng rồi. Ý là mới bự gần đây thôi ha. Như vậy là cái tình trạng của chị là nghiêm trọng hơn cái thời gian trước rồi ha. Đây mọi người xem này, cái bụng của chị rất là to, giống như là mình đang mang thai một em bé mà tháng cuối cùng vậy đó. Nhưng mà em động vô được không? Ồ, nó cứng ngắc hả ha. Như vậy là cái lá lách phải không chị? Hay là cái gan? Gan nó sưng to như vậy luôn hả? Đây các bạn, đó là một người mà mắc phải một cái căn bệnh như vậy thôi đã rất là nguy hiểm rồi. Chị đã mắc tới hai căn bệnh. Đây cái tay của chị. Đây mọi người thấy không? Cái tay của chị là bây giờ là gần như là tiêm vào rất là nhiều để mà lọc máu, nên là nó nổi lên những cái cục gì luôn này. Thì lúc trước á, mới bệnh á, thì cũng lạc quan lắm. Người ta nói như lạc quan đi cho nó khỏe. Thời gian gần 2 năm nay hết nổi, hết lạc quan nổi. Người nó muốn bi luôn, hết muốn lạc. nằm xuống nó dồn lên mặt, thở không nổi. Phải đứng dậy thì nó dồn xuống chân với cái đì dưới đây nè. Nó có nhức trong cái đau, nó tét như cái cảm giác mình tét thịt ra để tét nó bự ra vậy. Ở Vương Nhã Kỳ ha. Tên đẹp quá trời luôn. Hôm nay con nhiêu tuổi rồi? Con 7 tuổi. 7 tuổi học lớp mấy rồi? Con học lớp 1. Học lớp 1 rồi nhưng mà gầy quá, gầy cao quá giống mẹ. Nó săn con chỉ từ 70 rồi chú. Sao săn nhỏ vậy? Thì mẹ nó mắc căn bệnh thận á, em bé không phát triển đó. Cái hồi mà chị mang bầu bé là bắt đầu phát bệnh luôn ha. Dạ. Nếu như vậy là chị bị bệnh cũng bằng cái tuổi của bé luôn rồi chứ gì nữa. Dạ. Là cũng 7 năm rồi ha. Chạy thận thì 2018 mới chạy. Nhưng mà ý là bị lâu rồi, nhưng mà nó 2014. Tới mức độ nặng là chỉ có 3-4 năm gần đây thôi đúng không? Dạ. Hàng tháng nó cũng lấy thuốc của bệnh viện Chợ Rẫy uống đó. Tới thời điểm này nó phải chạy. Chạy này cũng 3 năm có rồi đó. Còn con tên gì? Con tên là Vương Quang Vinh. Vương Quang Vinh, con bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 4. Hôm nay là
dịch nên là tụi con được nghỉ hả? Dạ. À, đây các bạn thì chị Anh có hai em bé rất là dễ thương, nhưng mà giờ chị cũng mắc cái căn bệnh khá là nặng. Thì cho em hỏi cái là không biết là ba của mấy đứa nhỏ ở đâu rồi chị ha? Mang bầu nó là chia tay rồi. À, cái lúc đó là chị đã phát hiện mình mang bệnh chưa? Rồi. À, thì lúc đó thì anh nói làm sao? Nó không phải con rồi thôi. Nó không phải nó con. Nó mang bầu đi khám bầu hàng tháng, phát hiện nó bị thận thì bắt đầu nó đi luôn, nó sợ quá. Nó đi luôn rồi. Vậy là trước đó là sinh sống bình thường với nhau, nhưng mà từ khi mà chị Anh phát hiện ra mình bị bệnh và nói với lại người chồng thì là bỏ đi luôn. Và từ đó nay thì có liên lạc hay là trợ giúp gì không ạ? Không có trợ giúp, không có liên lạc luôn. Lúc hàng ngày là học với mẫu giáo nè, kêu ba, nó điện thoại cho ba nó để đóng tiền trường học. Nó điện, nó có điện đó, mà ba nó kêu không có tiền. Chị nào có tiền mới cho. Tới bây giờ năm lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4 kêu điện, không thèm điện luôn. Điện có câu cho tiền đâu mà điện làm gì. Đây này mọi người, đây là cái bức vẽ của bé Kỳ ha. Mẹ ơi, con yêu mẹ, tặng mẹ và ba. À, có ghi chữ ba nữa mà gạch luôn ha. Chữ ba đó, nó viết chữ ba, nó sai chính tả không mà nó viết. Dạ, con yêu mẹ và ba nhiều lắm. Đây là chữ ba như gạch bỏ nè. Con vẽ ha Kỳ. Con vẽ ha. Con vẽ không kìa. Con vẽ đó, con vẽ kìa nợ đó. Chú hỏi con trả lời. Sao con gạch chữ ba đi? À. Thì ba là nuôi à. Người bạn á, là từ lúc nó một tuổi một tháng mấy á, dạ. là mua sữa cho nó, cho nó sữa tả, chế diện làm ba nuôi. Sao xong gạch chữ ba đi? Ở đây đâu có ba đâu à. Mà nó ghi chữ ba luôn. Vậy ha, không có ba là mình gạch cái chữ ba đi ha. Nó ghi chữ ba luôn gạch. Bình thường con đi học mà con thấy bạn bè mà có ba đi rước đi đón vậy con có buồn không? Dạ cũng có mà ít thôi. Bé đi ra xua xuống. À thích uống sữa lắm ha. Ờ. Ừ. Sữa đâu cho chú Chiến coi coi. Bà khách của bà chị ôm qua. Ừ. Cho được 200. Cái bù thêm tiền vô mua đường hộp này. Ba cho hai đứa uống. Hai đứa uống pha nước sôi. Ba uống á, là bữa nào ngoan á. Giỏi mới cho uống. Bữa nào mà lì lì là không cho uống. Vậy ha. Tại họ có 200 gram mà. Đâu cầm lên chú Chiến coi coi. À sữa này là sữa tăng chiều cao ha. Tăng chiều cao với tăng cân. Thông minh á, cho nó thông minh để nó học. Khoái uống lắm hả? Khoái sữa nó. Nãy nãy nó dặn nè, nó lát mua pha sữa con uống nha, là bữa nay nó ngoan rồi đó. À. Mới pha sữa uống, còn bữa nào lì là không pha. Ngày nào mà ngoan mà phụ mẹ đi bán được nhiều vé số là thưởng cho một ly sữa ha. Pha cho một ly uống vậy đó. Hôm nay con có ngoan không? Có ngoan tôi ha. Tôi không biết rồi nha, tôi đi chạy thận nguyên ngày, tôi không biết rồi nha. Chắc chắn là ngoan đâu. Chắc chắn là không? Hỏi gì gì coi. Hỏi gì có ngoan không? Rồi, vậy chắc hôm nay cũng ngoan rồi đó, vào thấy cũng ngồi chơi. Đấy các bạn, là bé Kỳ á, thì cái thời gian mà sinh ra thì chỉ có 1,4 kg thôi. Rất là suy dinh dưỡng và lớn lên thì cũng cái hoàn cảnh quá nghèo, không có tiền để mà mua đủ sữa cho bé uống nữa, là bé bị suy dinh dưỡng. Bây giờ là cũng khá là lớn rồi, nhưng mà chiều cao thì ok đó, nhưng mà về cái cân nặng thì thiếu, nên là rất là nhìn rất là cao. Và cái sở thích của bé là gần như là mỗi ngày á, đi làm về, đi học về rồi đi bán vé số là ước mơ là được thưởng một ly sữa buổi tối ha. Ngon không? Khoái quá à. Thấy bé Kỳ đã uống nhấp sợ hết hả? Đúng không? Thế Vinh là uống liên tục luôn, xíu nữa có xin em không? À. Của nào đứa đó uống hả? Không, bữa nào ăn cơm cũng vậy nha. Ăn cơm hay là lâu lâu dẫn rau ăn ngon xíu ha. Mà bà này ba ăn không hết á, là đưa qua cho ông này hết luôn. Dạ. Nói mày ngu quá, mày không biết ăn gì hết trơn rồi, đưa đây ăn hết trơn luôn. Trai nó ăn ngon gái. Sức ăn giờ bằng người lớn á trời. Còn bà này ăn tí tẹo à. Bốn người đi bán đó, 50 tờ bà ngoại đi, con này nè là theo bà ngoại, còn thằng này theo mẹ đi bán đó. 100 tờ, hai người 50 á, chia nhau ra ha. Như vậy là bé Kỳ là theo bà ngoại, còn bé này theo mẹ. Theo mẹ này nó lớn rồi, có thì mình có xỉu ngang giữa đường thì có biết đường gọi điện thoại.
À hiểu rồi. Nhưng mà trong quá trình đi bán như vậy thì có khi nào mà chị bị yếu hay như hay là ngất xỉu gì không? Mệt, thấy mệt là ngừng đi về đưa ra bà ngoại. Bữa hôm nó bán nó lãnh vé số được rồi, nó bán được mới có 6 tờ, nó thấy mệt rồi trời chuyển mưa nữa thôi nó về nhà nó nghỉ. Thành thử ra bà ngoại á hả hỏi nó chơi về mày còn bao nhiêu tờ. Nó mới bán được có 6 tờ. Bà ngoại phải về đi vòng vòng mời người này người kia bán mới hết. Trời chuyển mưa vậy nữa nè. Có bữa thì đại lý giao 100, 120 cũng chừng. Người ta cho vài con bé này nó mời người ta mua, nó thấy cô nó vừa xuống xe nó chạy lại cô ơi cô mua giúp giùm con vài tờ vé số để mẹ con có tiền chạy thận. Cái người ta cũng mua giúp nó, có khi người ta mua 3 tờ, nó còn 20 là khỏi thói cho con bé này đi. Mà chỉ nhờ người ta người cho 120 ngàn vậy đó. À, các bạn hai cháu nhỏ này ban ngày thì đi học ha. Yeah. Đem về là theo mẹ theo bà đi bán vé số. Yeah, giống như nó đi học á, mà nó còn đi học bây giờ này 4 giờ mấy nó về nè. Nó tắm rửa có khi nó chưa ăn cơm nữa là bắt đầu á là lãnh vé số rồi mấy bà cháu mấy mẹ con cái chia nhau đi bán đó. Bán tới hết là về mới ăn cơm vậy thôi. Cái bảng này là khi mà đi bán vé số là con cầm lấy đó ha. Không vậy ha. Cứ gà viếng thôi mà chưa dám đi cầm đi. À. Hay là biết cái này là định cầm đi nhưng mà chưa có dám cầm hả? Thì cái chú chỉ là mình để như là mình bán được nhiều hơn, mình ngồi một chỗ thôi. Đỡ đi mệt nữa thôi, chắc không mới ra bán được cũng không ai biết chứ không đi vòng vòng á. Ta mới biết. Bình thường mà đi rồi người ta cho tiền về con bỏ vô đâu kì? Con bỏ vô cái hộp đựng tiền. Vậy ha, để làm gì? Rồi để dành tiền các bạn mỗi lần đi bán về là tiền người ta cho là bỏ vô một con heo hay là cái hộp riêng để mà cho mẹ đóng tiền viện phí với tiền nhà ha. Có khi nào là để tiền mua đồ chơi không? Không ha. Đồ chơi là bạn cho nó không à. Yeah. Nhiều khi bạn mấy bạn hỏi nó chứ sao mày đi học mày không có tiền ăn bánh. Nó nói mẹ tôi đâu có tiền cho đâu, đi học tôi chỉ có một chai nước để đi học đó. Nhiều khi bạn thấy nhà bạn mua bánh cho ăn, nhiều khi bạn cho nó hả 2 ngàn 5 ngàn để mua bánh ăn. Rồi về mẹ nó mới nói với cái này người ta cho bạn cho hay là con lấy của bạn, con lấy của bạn là mẹ chặt cái tay chết luôn nha. Thấy tiền của ai là của ai, không có lấy nha, không phải. Cái này bạn cho con thiệt mà. Đó bạn nào cho, nó chỉ bạn đó mà mẹ nó là hỏi phải con cho tiền nhã kỳ hả? Dạ con cho tiền nó ăn bánh. Con thấy nó không có tiền ăn con cho nó ăn, nói vậy á. Nhiều khi hai đứa nhiều khi nó giỡn hoài mình nói nó không nghe, nó bệnh nặng lắm rồi đó, mốt má mà có cái gì là hai đứa con khổ đó. Còn đừng có ghẹo chọc nhau nữa rồi để má nghỉ ngơi thì nó im. Nhiều khi mình mệt tới rồi cái nó hai đứa nó nhoi rồi cái mình kêu nói nó gì thì nó im. Con có biết má bị bệnh gì không? Bị bệnh thận. À có chuyện ấy nó nhỏ của chú biết cái bệnh thận đó là như thế nào không? Thì tụi con cố gắng ngoan ha. Dạ. Đừng có quậy nữa để cho mẹ có thời gian nghỉ ngơi nha. Dạ. Trong nhà là con yêu ai nhất? Dạ yêu mẹ với bà. À sao yêu mẹ bà? Tại mẹ bà yêu con. Mẹ bà yêu con nên con yêu lại ha. Ừ. Mẹ bà yêu con như thế nào? Không biết phải không? À thì mẹ bà đi làm để cho con đi học á. Bây giờ sao? Yêu mẹ thì thơm mẹ coi. Thơm hôn quá. Mày biết hôn mẹ không? Rồi trời ơi, trời ơi. Yêu dữ vậy hả? Có vẻ như là bé Su của nhà là rất là thân với chị phải không? Ừ. Hai mẹ con quấn quýt. Thân hơn nhiều. Nằm tối ngày mấy má con nằm tối ngủ nói chuyện với nhau kể chuyện hồi xưa làm sao là đẻ thằng có anh nó làm sao đẻ nó ra làm sao à. Hỏi thì gì đó nó kể hết ha chuyện. Kể cái hồi mà có kể hồi xưa mà đang bị bệnh rồi mà mang thai bé không? Có kể luôn cái đó, vậy sao mom sinh con làm chi mà bệnh rồi mom sinh con làm chi. Nói vậy luôn ha, giống bà già chứ ha. Sao không nói vậy? À, sao mẹ cực hả? Nuôi cực phải không? Anh nói với bà đó, mai mốt á, bà khỏi giặt đồ cực, mai mốt con lớn lên á, con đi làm á, bà muốn mua gì nói con nghe, con mua cho, mua máy giặt cho bà.
Dạ, mai mốt mà mình làm được có tiền, mai mốt con lớn lên con đi làm người mẫu. Mỏng cao quá. Nó nói làm người mẫu á, làm cái gì nữa nè, hoa hậu, có mỏng nó cao ghê không? Sao sau này con làm được làm người mẫu hay hoa hậu? Mà suy nghĩ lâu quá trời quá đất rồi. Người mẫu hả? Tại sao vậy? Tại người mẫu đi thi có nhiều tiền hơn. À, người mẫu có nhiều tiền hơn. Hoa hậu là nhiều tiền lắm á. À, người mẫu có nhiều tiền để về mà lo cho mẹ hay sao? Ở đây các bạn, thì hôm nay Út Chiến dành cái thời gian để mà ghé vào thăm gia đình chị Anh ha. Thì gia đình chỉ có ba mẹ con với bà thôi, nhưng mà Út Chiến thấy cũng rất là ấm áp. Mặc dù cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, chị thì bằng hai căn bệnh mà rất là nguy hiểm và cái tiền phải là điều trị mỗi tháng. Còn hai cháu thì mặc dù rất là nhỏ nhưng mà cũng rất là chịu khó học hành, và ban đêm còn phụ mẹ với lại bà đi bán vé số để kiếm tiền mưu sinh nữa. Rất là nhỏ nhưng mà rất là biết phụ giúp gia đình luôn. Thì trước mắt có thể là không có nhiều, nhưng mà Út Chiến cũng trích quỹ ra 1 triệu đồng ha, để mà giúp chị có thêm cái chi phí mà mua tiền một vé số để bán ha. Cảm ơn. Thì xíu nữa chú cho mấy hộp sữa nha, xíu xuống xe chú lấy nha, chú để trong cốp xe á, rồi lên rồi uống ha. Nhưng mà ngày hôm nào ngoan thì mới được uống sữa nha, ngày nào hư là không được uống nữa đó. Rồi hai đứa học có được không? Ừ, ráng học thật giỏi, sau này mới có cái công việc nha, mới có công việc tốt để làm ha. Để mà cuộc sống nó tốt hơn, còn phụ mẹ phụ bà nữa nha. Thì Út Chiến cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi những cái video của Út Chiến ha. Có thể là sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.